Dạ, em xin được chào toàn thể mọi người ạ. Nay thì em giới thiệu mọi người một ít hàng đây. Còn để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747 ạ. Dạ. À, với những đơn hàng mà chuyển khoản thì em sẽ bao ship ạ. Còn với những đơn hàng mà ship code ạ, trả tiền sau đó thì em sẽ hỗ trợ từ 5 20.000 ạ và tối đa cho mức phí cho một đơn hàng đó là 30.000. Rồi, rồi em xin được đi vào chi tiết rồi, đó là số 1. Cào, cái cào là mở nọc nhất ạ. Đây, thương hiệu này, logo này. Cái này thì nó mở được cái nọc từ đường kính từ 75 đến 90 mm. Nên có 3 cây thì nó mở thì nó cùng một cỡ này. Cái này số 1 giá 140. Cái số 2. Này cái này còn 3 bit. Này giá 3 này. Cái số 2 giá 150, nó cũng mở được từ kính đọc từ 75 đến 90. Đây phần răng nữa. Cái số 2 là 150. Cái số 3 này. Cái này cũng này, cũng từ 75 đến 90. Cái số 3 này giá 150. À, cái số 4 là cây cây mỏ quạ. Cái này của nó tơ thì cây này không có vỏ. 200 250 mm. Chuôi đây có cái đầu tua vít dẹp. Đây phần răng đó. Cái số 4 này giá 140. Chiều dài nó đây là đo 26 phân. 4 140. Số 5. Cái này thì còn tốt. Tốt. Này dạng răng nhọn. Đây là con nó xoa mở ra. Cái số 5 này giá 150 ạ. Cái số 6 này của anh còn hít đây, hít giá vàng 250 giá vàng. Cây này thì dạng rãnh. Nó có 1, 2, 3, 4, 5 rãnh. À, cái này số 6 là 160 ạ. Cái số 7 cái bà cái đục này, cái đục của Mokuba da vàng 70, đây là 75 ạ.
Rồi, chiều dài đây nó được gần 180, được 18 cm. Ở đây là 70, 75 đi. Đây, cây số 7 này giá là 120. Cây số 8 này. Cái này cũng có mô Cuba luôn. Cuba giá vàng, cái này nữa là 100. Đấy, dài 21 ạ. Đây là một 10 phân. Là cái số 8 này giá 170 ạ. Cái số 9 là cái cần tiếp. Cái này cũng bị tôi nói đấy. Tôi nói dấu gì đấy. Mặc cái giấy. Đây là đầu 1 phần 2 à, cái này bi còn lại nữa. Đầu 1 phần 2. Chiều dài đây nó là 25 phân. Cái số 9 này giá 130. Số 10 là cái cần nắc của tôn này. Đầu 1 phần 2 luôn, 12,7 tôn ít ra vàng. Chỗ đây có bị chóc gì. Đầu 1 phần 2 độ rơ này. Chiều kiểm tra nhớt rồi. Cái này nó dài 27 phân. Cái số 10 thì giá là 230. Số 11 là cây mỏ nết. Mỏ nết của nó từ 200 mm. Rất là mới đẹp. Này. Này ra vàng. Giá nó là 130 số 11. Rồi, rất là đẹp luôn. Không biết ứng vào được 20 năm. Đấy, chiều dài là 200. 200. Như độ rơ là gần như là không được. Gần như là không thấy gì nữa. Rồi, cái số 11 giá là 130. Cái số 12, cây này là 250. Của Notter giá vàng. Để biết đến giá vàng. Hãy giấu giết đi.
Đây, cái này cũng còn rất là đẹp. 250. Loại này miệng mở được 3 phân. Đó, 30. Đầy đủ đơn. Cái này số 12 giá 170. Cái số 13. Hai trăm năm mươi nó từ hay ra vàng này, này số 13 108. Phần miệng cái này giá là 183. Số 14 cây này 300 mm. Ra vào đây, dấu rít nằm bên đây. Này đậu rơ. Này mà hẳn là 30 năm đi. Rồi, cái số 14 này giá là 220. Này là 30 mm, 300 mm. Số 14 là 220, số 15. Cái này là 375 mm. Còn hít này. Dấu dít nữa đây. Đây nước cái nước sơn người ta rồi. Cái dòng người ta sơn lên. Đó, ra vào. Cây này số 15 giá 330. Đây có cái mụn cóc à. Cái dấu hàn rồi đấy. À, đây độ rơi của này đấy. Cái này nó lớn mà độ rơ này là cũng là vẫn là còn tốt lắm ạ. Đây, cái miệng mở hết ra 45 đi. 375. Cái này số 15 giá 330. Số 16 là cái mấy cái mỏ nết răng 16. 16 mỏ nết răng và CC 350. Đó, đây răng nó còn rất là đẹp. Đấy. 50 năm, mình cũng mở hết cỡ được 5 năm.
là sao nhú. Rồi, cây cây này số 16 giá 208 ạ. 16 số 17 cây MCC luôn. MCC 350 này, dấu dít. Này nó mở hết ra cũng được 5 năm ạ. 55 đi. Đây là sau. Cái số 17 này giá 208 luôn. À, cái số 18 đấy. Số 18. Cái này là của Hit, nó 450 mini ạ. Hit 450 mini, dấu dít. Đây ra bạc ạ. Đang còn rất là đẹp. Đây nó so. Cái này mẹ ông bảo ra hết là được 60, tầm 60, tầm 65 đi. À, cái số 18 này 370 ạ. À, 430 mini. Đây. À, sang số 19 là cái vô đinh. Này đọc yêu. Này thì nó mất nước xi rồi, nó thành cán đen luôn, sắt đen luôn. À, cái số 19 này giá 170, nó nặng 500 g. Cái này nó gì, chiều dài nó 34. Vâng. Chiều cao đây nó 12. 12 phân. À, cái số 20. 20 nó nặng 460 g. Giá 200. Ồ, con Yamaguchi ạ. Để mấy tin ra vàng đấy. Rồi, cán sợi thủy tinh rất là đẹp.
cái này 35 phân, chiều cao này là 12 phân. Cây số 20 này giá 200 ạ, 460 g ạ. Cây số 21 cây cán sợi thủy tinh, cái này của Doc U. Nó nữa. Cái này nó chiều dài nó 38 năm. Chiều cao là vốn nó là 13. 13 phân rưỡi. Cái này 21 giá 201, nặng 620 g ạ. Cái này số 22. Đốc hưu luôn. Biết tin ra vào rồi, bên này có cái chỗ để cái đinh này đóng ạ. Đây 500 cho người nó hít vào. Đó. Mình cứ thế đóng xuống thôi, không phải giữ gì hết ạ. À, cái này chỗ để đinh đó, đấy, dài là 4 phân rưỡi. Đây. 5 phân ạ. Cái đinh dài hơn 5 phân mới được nhỉ. Đây phần cán sắt. Cái này là số 22 giá 250. Đó, 550 g ạ. Cán thì là rất dài luôn. Cán dài 39 luôn, dài hơn là mấy cây kia. Như cao này 12 năm ạ. Cái số 23, cái búa bi. Cái búa bi cái này của OH. Ngày đầu 1, 1 phần 2. Thì cái màu dính thì màu sơn của nó chứ không phải. Màu sơn người ta sơn rồi ạ. Người ta sơn mà đánh nó còn nhỉ. Không phải gì xét gì ạ. Cái này 35. 35 năm. Này cả cán là nó nặng 820 g. Cái này số 23 giá 200 ạ. Cái này số 24. Cái búa gò Doc U đầu trâu nữa.
Này đầu vuông là 24. Rồi, cái cá nó dài 320 300 32 năm ạ. Con chiều cao búa nó là 13 năm. Và cái này số 24 giá là 150, nó nặng 550 gram. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kết thúc ở đây.